Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 thì cả Xuân Đỉnh đã tiếp tục giới thiệu đến các bác ba sản phẩm hàng bãi mới về. Thì hôm nay Xuân Đỉnh giới thiệu cho các bác là một chiếc rè của hãng Camvirate Audio đến từ Anh Quốc. Một chiếc Omni Pioneer SA700 chạy 8.2V công suất lớn và một cục power của hãng Aurex có model là 335. Dòng này là dòng chuyên đánh những dòng AR cũng như những dòng loa châu Âu. Power này rất là hay luôn, ngon, bổ rẻ mà hình thức đẹp, gọi là bé hạt tiêu. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác 3 sản phẩm trong video của trưa ngày hôm nay. Mọi thông tin các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Xuân Đỉnh trên bài là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này thì cửa hàng Xuân Đỉnh đều báo giá công khai, không úp mở gì về giá. Cho nên cũng mong các bác là cố gắng xem video cũng như là mua sản phẩm thì các bác chú ý kỹ để tránh thiệt thòi cho các bác là những người tiêu dùng. Còn Xuân Đỉnh bán thì cứ tả chi tiết để các bác có thể biết thêm thông tin, cũng như ngoài ra các bác có thể check thêm trên Google để các bác tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm này. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên là một thớt rè của hãng Camvirate Audio đến từ Anh Quốc này. Đây là thớt rè hay còn gọi là thớt âm sắc. Xuân Đỉnh cũng mở luôn cả nội thất bên trong thì nó còn cực kỳ là mới. Nó về lẻ được một chiếc thôi chứ không có nhiều. Model của nó là Camvirate Audio C70. Đấy. Hình thức thì mặt tiền nó rất là đẹp. Quên Xuân Đỉnh cũng không kịp đo cái size, nhưng size bề ngang của nó khoảng tầm 42, 43 rồi đấy. Đây là cái chỉnh bát tép này, có đường tap này, phono, CD, tuner UX, đây là những đường vào, ngoài cùng là volume. Thiết kế rất là đơn giản. Tập này thì có hai đường ra, một đường ra chính không có âm sắc và một đường ra có âm sắc để các bác cắm vào sử dụng. Thì tùy theo nhu cầu, dòng này thì nó cũng khá là hiếm. Cả bộ Camvirate Audio CM70 thì đang bán với giá tổng trên 10 triệu. Nay Xuân Đỉnh về được lẻ một chiếc rè thôi, hay còn gọi là thiết âm sắc. Hình thức thì đẹp xuất sắc rồi. Các bác có thể nhìn thấy rõ, Xuân Đỉnh quay chi tiết cho bác. Mặt tiền thì không có một vết chảy xước. Nắp đây cũng còn rất là đẹp. Nắp này nắp sơn sần, zin. Còn đây là nội thất bên trong. Toàn bộ linh kiện khá là cao cấp và nó còn dập luôn cả cái thương hiệu Camvirate Audio trên vỉ mạch. Đây là mang tính chất gọi là bản quyền và độc quyền sản xuất luôn. Đấy, toàn bộ những linh kiện cao cấp chi chít. Cái này thì Xuân Đỉnh đã test hoạt động rất tốt. Đây là hai cái vế tín hiệu nép và rai, thỉnh thoảng nó có hơi lỏng thì Xuân Đỉnh đã kiểm tra và chạm tay vào đây ấn chặt nó vào thì nó là hoạt động bình thường, nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đây thì Xuân Đỉnh kiểm tra trước cũng như giới thiệu để các bác có thể biết rõ, nếu như mà vận chuyển đến mà nó có một vế nó không nhập tiếng thì các bác chỉ cần ấn chặt lại cái rác này là xong. Tiếng rất là hay luôn, sắt xi thì vàng óng, nguồn xuyến. Hôm nay thì sử dụng điện 220V, rất là tiện dùng. Đấy, các bác nào mà đang có những cục power hay rồi thì chỉ cần thêm một chiếc âm sắc này vào nữa thì nó rất là tuyệt vời. Điện 220 và đây là các đường vào. Số serie của máy này là 944 của England. Đây là đường ra này. Đường ra thì cái đường ra của ATV này thì nó là dòng có âm sắc này. Cái đường page survive output này, đường này là không có âm sắc này. Thì bác cắm cổng nào thì tùy nhé, để các bác điều chỉnh. Có nên các đường vào phono dành cho đi than. Thớt âm sắc của Camvirate Audio C70 Xuân Đỉnh bán với bác giá là 3.500.000 đồng. Hàng xuất sắc, zin tuyệt đối. Mức giá là 3.500.000. Sau bên này thì nó là một chiếc Omni Pioneer A700. Của dòng này thì nó cũng rất là gấu rồi. Nó sử dụng là sò 2V, 8 sò 2V xanh đen. Công suất của dòng này là 250W, rất là khỏe. Hình thức thì còn khá là đẹp, mặt phay nhôm màu trắng, size 42.
có chỉnh bát chép, có nó lớt ba lăng volume, đây là cầu loa AB và A cộng B. Thì cái riêng cái đường Noman này, nếu như các bác gạt lên trên thì cái đèn xanh của các cái phần bát chép nó không sáng thì nó sẽ không có tác dụng. Nó giống như kiểu đánh direct và đánh mộc vậy. Thì nếu các bác gạt xuống Noman đấy, đèn xanh này thì bát chép này mới có tác dụng. Còn hai cái mút tinh của Subrick thì các bác gạt lên trên. Volume, ba lăng. Đây là các đường vào, áo hích tuner. Thì các bác chọn cổng nào thì các bác di chuyển thôi. Có đường tab 1, tab 2 nữa. Dòng này thì đánh được rất nhiều loa, loa Nhật bass 2530 công suất lớn thì các bác ghép cũng như lắp thêm vang cơ bằng số là hát karaoke rất là hay rồi. Nội thất bên trong thì còn cực kỳ là mới, đẹp đen kem, tản nhiệt xương cá, nguồn tụ 8 sò 2 vít, sắt xi thì vẫn còn vàng. Cái này thì nó chỉ là một cái lớp keo ở bên mặt trên, nó không phải là bị làm sao cả đâu các bác nhá. Thì nguồn thì nó không bao giờ hỏng được rồi, vì đây nó là một lớp ngoài, sau đó bên trong nó còn bọc đồng nữa kìa. Nguồn tụ máy quan trọng nhất vẫn là những cái con linh kiện nó cần phải mới và đẹp như này. Trước hôm nay thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 4.500.000 đồng PNA 700, máy rất là nặng gần 20 cân. Đây là phía đằng sau, từ các cái giắc cắm này rất là mới. Công suất của nó là 250W điện 100V. CD của máy là 950. Chỉ có một chiếc thì chứ không có nhiều, cho mình cứ đọc luôn thì các bác có thể nhìn thấy rõ. Hình thức đẹp. Mức giá là 4.500.000. Ghép về những cặp loa bass 30 nghe nhạc và hát karaoke gia đình, khi lắp thêm vang cơ vang số rất là tuyệt vời. Máy rất nặng và chất, còn nguyên zin, đã test hoạt động tốt. 4.500.000 đồng, giá rất là mềm mại. Còn ở bên này thì Xuân Đỉnh đang có một cục bao của hãng Aurex. Đấy, nhưng cũng như trước một Xuân Đỉnh giới thiệu, dòng này thì thương hiệu không nổi tiếng, nhưng lại đánh được rất là nhiều những dòng loa châu Âu, những dòng loa AR của Mỹ, ghép dòng này rất là hay. Aurex này thì tên của nó là SC335. Thì dòng này nó chỉ có hai dòng là 330 và 335, thì hôm nay Xuân Đỉnh về được mỗi một cái cục bao của 335 thôi. Mặt vai nhôm màu trắng, size của nó là size 43. SC335, khi có tín hiệu âm thanh thì có hai đèn vu, đây Xuân Đỉnh test cho bác. Dòng này thì đánh hai cầu loa AB và A cộng B, trở kháo dòng này là từ 4 ohm, công suất dòng này là 120W. Dòng này thì nó rất là mỏng gọn gàng xinh xắn, nhưng hình thức thì còn rất là đẹp, nên có một vết chảy nhẹ ở trên giữa. Cái này nếu các bác cẩn thận, các bác lấy cái dây giáp các bác đánh qua thì nó sẽ hết. Gia đình bán cho các bác là bán hàng bãi chuẩn, chứ không có mông má gì cả, thì cứ quay chi tiết các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Hình thức thì còn rất là đẹp. Nội thất bên trong vậy, máy móc còn nguyên zin tuyệt đối. Hai tụ nguồn khủng đẹp và nguyên zin. Hàng bãi thì nó phải có một vài chút bụi, chứ nếu mà hàng bãi mà trong không có bụi thế nào thì chắc chắn là phải spa tắm rửa sạch sẽ rồi thì mới sạch sẽ như vậy. Chứ mấy chục năm rồi thì cả bất kể một chiếc âm ly nào thế thôi, như người mình vậy, hoặc là trong nhà mình cứ đóng cửa kín một năm thì nó vẫn còn có bụi. Đây hàng đã dùng qua bao nhiêu năm mà thấy nhiều các bác review máy nó không hạt bụi nào thì rất là vô lý. Mộc mạc bán cho các bác chiếc bao của hãng Aurex, model của nó SC335, mức giá chỉ có 3.200.000, giá cực kỳ là tốt. Nhưng mà tiếng này rất là hay nhá, đánh mộc nghe cũng rất sướng rồi. Nếu bác nào mà thích nghe mộc mạc mà ghép vào những dòng loa cổ hoặc là những dòng loa bookshelf, và những dòng loa AR ghép thẳng trực tiếp mà các bác cắm qua điện thoại nghe cũng rất là phê. Mức giá là 3.200.000 cho cục bao này. Hình thức thì đẹp nên kem. Điện 100V, công suất của nó là 120W. Trở kháo nó từ 4 ohm. Mức giá là 3.200.000 cho cục bao Aurex 335.
Và như vậy thì Sơn Đình vừa giới thiệu chi tiết cho các bác ba sản phẩm cũng như báo giá trực tiếp cho các bác rồi. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại của Sơn Đình trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sơn Đình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác theo dõi video. Hẹn gặp lại.